Bây giờ thì chú hiệp sĩ sẽ dẫn con đến một nơi có rất là nhiều sô cô la. Sô cô la. Sô cô la. Đây nè. Còn chú hiệp sĩ sẽ giới thiệu cho con biết đây là chị Đình. Ngọc Châu nói ước mơ của Ngọc Châu đi. Con muốn làm sô cô la tặng mẹ. Dạ, ở đây là tất cả là những cái loại sô cô la mà bên chị làm sản xuất. Mỗi hạt sô cô la như vậy nó sẽ có cái hương vị riêng. Còn đây là những cái viên nhỏ nhỏ, viên sô cô la nhỏ nhỏ gọi là bon bon. Bên này mình có rất là nhiều loại bánh với lại nước sô cô la. Cái này là chú hiệp sĩ thấy cái này lạ lạ nè. Hạt cacao khô đã rang rồi. Từ cái hạt này là mình chỉ cần pha với đường thôi là mình đã làm ra được cái sô cô la nguyên chất. Wow, vậy sao sáng mình làm mình pha với đường mà không được vậy ta? Kỳ vậy ta? Khi mà mình làm sô cô la á, kỳ nhất là nước rồi. Mình không có bỏ nước vào sô cô la. Rồi con quậy lên nha. 2, 3, quậy lên. Vậy là mình làm sai. Ở đây tất cả toàn bộ là bánh từ sô cô la hết. Đẹp quá à. Đây là anh quản lý cái cách. Welcome tomorrow. Welcome tomorrow. What's your name? What's your name? My name is Jason. Jason. I think we can help you with that. So now I can show you how we roast the cacao. When we receive the cacao, we use this machine to cook the beans, and that's where we start to make chocolate. Nó giống như sô cô la không? Cái này á, sau khi mà con rang hạt xong thì nó nguyên cái hạt hồi nãy con thấy không? Thì mình sẽ bỏ vào cái máy này. Nó sẽ đập ra thì nó sẽ đập bể cái hạt cacao ra như thế này. Nó tách cái vỏ ra với cái hạt đó con thấy không? Sau đó là mình sẽ bỏ vào tiếp cái máy này. Gọi là máy thổi vỏ. Nó sẽ thổi bớt những cái vỏ, con thấy cái vỏ trên không? Would you like to make some chocolate? Hồi nãy cái này là đã lụm hết vỏ đúng không? Sạch vỏ rồi. Bây giờ đổ vô cái máy nghiền này. Đổ vô đi, đổ từ từ vô. Đó, ở trong này thấy hai cái bánh xe bằng đá không? Đó, nó sẽ khi mà máy chạy á, bánh xe nó sẽ chạy theo, nó nghiền nát cái hạt cacao ra. Thì với sức nóng của máy, cái máy này nó nóng á, thì nó sẽ làm nghiền nát hình thành cái chất lỏng cacao. After 2 days like this, it turns into finished chocolate. Chưa bao giờ mà chưa để thấy nào sô cô la nhiều vậy luôn hết. Now we can go make some chocolate for your mom. So this machine is how we make chocolate. So we take the chocolate from the other room and then we pour it into this machine where we get chocolate that comes out the top. Rồi, con khi mà con đổ sô cô la vô cái khuôn này, mình sẽ để lên cái bàn rung này để cho sô cô la nó ra, nó không có bị lỗ. Cái lỗ bong bong đó con biết không? Ngọc Châu dành cho mẹ như thế nào? Trời thương quá. Rồi nói đi. Mẹ cảm ơn Ngọc Châu nha. Mẹ ăn thử coi. Đồ của Thà ngon quá. Ngon không chị? Cảm xúc của mình thì rất là vui và hạnh phúc.
Thứ nhất là vì là con mình đã được trải nghiệm, nên là đối với mình thì rất là hạnh phúc và ý nghĩa. Nói chung là bé Ngọc Châu thì rất là tình cảm với gia đình dữ lắm, gắn bó, nói chung như vậy. Nên là niềm vui của bạn là thích được cùng ba cùng mẹ, chơi chung hay là đi đâu cũng được, có ba có mẹ là. Just